Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thảm trạng người Việt trốn trong xe container vào Anh, trách nhiệm thuộc về ai? Những năm gần đây, tình trạng người Việt tìm đường nhập cư vào Anh từ Cộng hòa Pháp được cho là hết sức phổ biến. Con đường chủ yếu mà họ sử dụng là đi lậu, trốn trên các xe container. Điển hình là câu chuyện thương tâm xảy ra vào tháng 10 năm 2019. Cảnh sát Anh đã phát hiện 39 người Việt bị chết trong một xe container từ Pháp vào Anh. Mới đây, 7 di dân người Việt bị phát hiện trong thùng xe tải tại Anh. Và đây là hình xác minh thông tin 7 người Việt trong thùng xe tải ở Anh. Việt Nam Express ngày 23 tháng 2 đưa tin xác minh thông tin 7 người Việt trong thùng xe tải ở Anh. Bản tin cho hay, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang xác minh thông tin phát hiện 7 người nhập cư được cho là công dân Việt Nam trong thùng xe tải ở Bến Phà, New Haven. Theo thông tấn xã Việt Nam truyền thông Anh Quốc trước đó đưa tin, giới chức nước này vào ngày 16 tháng 2 đã phát hiện 7 người nhập cư lậu được cho là công dân Việt Nam trong thùng một chiếc xe tải ở bến phà New Haven và cho biết họ đã được chăm sóc y tế ngay lập tức. Công tố viên cho biết 4 người trong số này vẫn ở bệnh viện và một người đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, một nguồn tin quốc tế ngày 11 tháng 1 cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã xác nhận trong số 14 người nhập cư lậu được tìm thấy trong một container đông lạnh ở cảng, có 3 người Việt Nam những người Việt vượt biên vào Anh cho biết họ phải trả hàng chục ngàn bản Anh để bọn buôn người đưa vào Anh. Khoản tiền này họ phải vay mượn để chi trả, với hy vọng đến được Anh sẽ kiếm được việc làm, kiếm được tiền để trả nợ. Theo giới quan sát, đây là tình trạng hết sức phổ biến và đã làm hình ảnh của Việt Nam trở nên xấu đi trong mắt của quốc tế, đặc biệt là các quốc gia châu Âu. Một câu hỏi được đặt ra là, người Việt bỏ tiền nhập cư trái phép vào Anh để được cái gì? Theo tìm hiểu và quan sát của phóng viên Thời báo.d, một số không nhỏ công dân Việt Nam ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Anh để làm việc chui. Những người này cho biết họ vào Anh theo một con đường bất hợp pháp và phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, có người phải trả đến 30.000 bản Anh. Và đây là hình 7 công dân Việt Nam lại được tìm thấy trong thùng xe tải ở Anh. Được biết, hành trình của những người này là một con đường rất xa và đầy bất trắc, với một số tiền lớn phải trả theo từng chặn đi qua các nước Pháp, Đức, Bỉ rồi mới sang tới Anh. Trên thực tế, chưa có con số chính xác về số lượng người Việt nhập cư trái phép vào Anh trong những năm qua. Tuy nhiên, theo ước tính của tổ chức thiện nguyện Salvation Army UK, chi nhánh Anh Quốc cho biết số người Việt nhập cư trái phép vào Anh trong vòng một năm từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019 lên đến hàng trăm người và đã tăng kỷ lục ở mức 248% so với những năm trước đó. Theo giới quan sát, đây là sự đánh cược cả tính mạng để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn so với việc họ tiếp tục lầm lũi sống tại Việt Nam. Dẫu rằng tất cả đều biết, phần lớn người Việt nhập cư bất hợp pháp đến Anh đã qua những trải nghiệm kinh khủng nhất trong cuộc đời của họ. Nhưng những rủi ro này không hề làm cho những người muốn ra đi nhục chí. Đó là chưa nói tới hệ lụy. Một khi đã ra đi theo con đường bất hợp pháp đến các quốc gia khác, họ sẽ khó có điều kiện để quay trở lại Việt Nam để về thăm gia đình. Họ sẽ phải sống chui lũi ở nước ngoài suốt đời, cho tới khi có đủ tiền để mua giấy tờ giả, thì may ra mới có cơ hội để trở về Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam vẫn luôn tự hào rằng, chưa bao giờ Việt Nam có được một cơ đồ sáng lạng như hiện nay. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh từng tuyên bố, đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghiệp. Và đây là hình Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Trong khi đó, cho đến nay, người Việt Nam vẫn còn phải tranh nhau xếp hàng đi làm thuê ở xứ người. Ngoài ra, có biết bao người phải bỏ mạng trên con đường đi tìm lối thoát cho bản thân và chết trong các thùng container. Vậy mà vụ 39 người Việt tử vong trong container tại Anh vào năm 2019, truyền thông Việt Nam vẫn cho rằng trách nhiệm thuộc về nước Anh chứ không phải lỗi của nhà nước Việt Nam. Báo tuổi trẻ ngày 2 tháng 11 năm 2019 nhận định lỗi không phải là trách nhiệm của chính phủ Việt Nam mà cũng không phải do những nạn nhân đó và thậm chí không phải của bọn buôn người mà vấn đề chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu. Điều đó cho thấy sự vô trách nhiệm của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công dân của nước mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thảm trạng người Việt trốn trong xe container vào Anh, trách nhiệm thuộc về ai? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hoạt động tình báo vì mục đích lợi nhuận ở Trung Quốc. Ngày 23 tháng 2, BBC tiếng Việt Loan tin, chính quyền tại Trung Quốc chi tiền để đột nhập website cảnh sát giao thông Việt Nam. Theo đó, một tổ chức chính quyền vùng Tây Nam Trung Quốc được cho là đã trả chi tiền để đột nhập website của cảnh sát giao thông Việt Nam. BBC dẫn thông tin từ một tài liệu rò rỉ cho biết, một công ty an ninh mạng Trung Quốc tuyên bố họ có năng lực tấn công mạng vào Bộ ngoại giao Anh các cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh cũng xuất hiện trong dữ liệu bị rò rỉ. BBC cho hay các tài liệu khác cho thấy dấu vết các vụ tấn công mạng thành công vào cơ quan công quyền và doanh nghiệp trên khắp châu Á và châu Âu, nhưng vẫn chưa rõ liệu đã gây ra tổn hại nào hay chưa, vẫn chưa xác định được danh tính của bên rò rỉ thông tin. BBC dẫn đại sứ quán Trung Quốc ở Anh cho biết họ không biết gì về vụ rò rỉ và nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối và chống lại mọi hình thức tấn công mạng. Và đây là hình bài trên BBC. Nhưng BBC dẫn tin từ một hãng tin quốc tế, theo đó cảnh sát Trung Quốc và iSon được cho là đang điều tra việc kết xuất cơ sở dữ liệu. BBC giải thích, iSon là một trong nhiều công ty tư nhân cung cấp dịch vụ an ninh mạng cho quân đội, cảnh sát và các cơ quan an ninh của Trung Quốc. Công ty này có chưa đến 25 nhân viên tại trụ sở chính được đặt ở Thượng Hải. Tổng cộng 577 tài liệu và nhật ký trò chuyện đã bị rò rỉ trên GitHub, một nền tảng trực tuyến dành cho nhà phát triển vào ngày 16 tháng 2. BBC dẫn ý kiến của ba nhà nghiên cứu bảo mật nói rằng vụ rò rỉ này có vẻ là chuyện thật. BBC cho biết các tập tin tiết lộ công việc của iPhone trong 8 năm gồm các hoạt động, trích xuất dữ liệu, và chiếm quyền truy cập vào các hệ thống ở Anh, Pháp và một số nơi ở châu Á, bao gồm Đài Loan, Pakistan, Malaysia và Singapore. Trong một vụ việc, một tổ chức chính quyền ở miền Tây Nam Trung Quốc đã trả khoảng 15.000 đô la, gần 370 triệu đồng để đột nhập vào website của cảnh sát giao thông Việt Nam. Trong một vụ khác, cũng theo BBC cho hay, phần mềm chạy chiến dịch đưa thông tin sai lệch trên X, trước đây là Twitter được treo giá 100.000 đô la và đây là hình tổ chức isun trung quốc bbc liệt kê một số nội dung bị rò rỉ trong đó có sự trao đổi giữa xếp lục và một người dùng ẩn danh khác họ trao đổi về một danh sách các mục tiêu của vương quốc anh tới isun bao gồm bộ tài chính viện quốc tế hoàng gia và tổ chức ân xá quốc tế đồng thời đôi bên thảo luận về việc khách hàng trả trước cho những thông tin không cụ thể về mục tiêu các nhật ký trò chuyện cũng cho thấy nhân viên của ISUN đã thảo luận về các hợp đồng liên quan đến Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO. BBC dẫn lời ông John Hotswitz, người đứng đầu bộ phận phân tích của Manton Intelligence, một tổ chức chuyên về phân tích gián điệp mạng, cho biết các vụ rò rỉ có thể tạo ra cơ hội hiếm hoi để có một cái nhìn cận cảnh vào hoạt động tình báo vì mục đích lợi nhuận mang tính nguy hiểm cao. Ông cho biết dữ liệu cho thấy các nhà thầu phục vụ không chỉ một cơ quan mà nhiều cơ quan cùng một lúc. BBC dẫn ý kiến các chuyên gia cho rằng có thể có nhiều động cơ đằng sau vụ rò rỉ dữ liệu. Đó có thể là do một cựu nhân viên bất mãn, do một cơ quan tình báo nước ngoài, hoặc một vụ rò rỉ ác ý của đối thủ cạnh tranh nhằm làm giảm uy tín của Aisun. Các chiến dịch gián điệp mạng của Trung Quốc đã được biết đến rộng rãi, nhưng vụ rò rỉ này hé lộ cách thức bất thường mà khu vực tư nhân nhúng tay vào các chiến dịch đó. BBC dẫn quan điểm của ông Dakota Carey, một thành viên tại Trung tâm Trung Quốc Toàn cầu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết khó có khả năng kết quả điều tra của chính quyền Trung Quốc sẽ được công khai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hoạt động tình báo vì mục đích lợi nhuận ở Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới